2020 là một trong những năm hiếm hoi mà Oppo đẩy những chiếc flagship về Việt Nam với sự xuất hiện của chiếc Oppo Find X2. Chiếc máy này đã gặt hái được rất nhiều thành công sau cú trượt chân được cho là tai hại của Samsung ở trên con chip Exynos 990. Ở trong năm 2021 thì series Galaxy S21 đang làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam, thì chắc chắn Oppo cũng sẽ phải đem đến cho chúng ta những thứ được cho là tinh hoa nhất ở trong phân khúc flagship. Và hiện tại trên tay của mình đây đang là chiếc Oppo Find X3 Pro, một chiếc máy được cho là chứa đựng vô cùng nhiều tinh hoa của Oppo ở thời điểm năm 2021. Vậy thì chiếc máy này có những gì nổi bật và nó có xứng đáng được vinh danh là ông vua flagship ở trong năm 2021 hay không? Thì hãy cùng chúng mình tìm hiểu ở trong bài mở hộp và đánh giá nhanh chiếc Oppo Find X3 nhé. Và đây chính là chiếc Oppo Find X3 Pro của chúng ta. Ở bên phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái dòng chữ 5G, nó hơi mờ mờ một chút, nhưng mà nhìn sơ qua thì chắc hẳn là anh em cũng biết là chiếc máy này có hỗ trợ 5G rồi đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau rạch siêu chiếc máy này. Trước tiên thì mình sẽ bỏ cái phần nắp hộp này ra đã. Và đây, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn. Và đầu tiên chúng ta sẽ có một cái tập sách hướng dẫn sử dụng ở phía bên trong, chắc chắn rồi. Và chúng ta sẽ có thêm một chiếc ốp. Và chiếc ốp này thì theo những trải nghiệm của mình, nó sẽ được làm bằng cao su. Và nhìn sơ qua thì anh em cũng sẽ cảm nhận thấy là một chiếc ốp này nó sẽ khá là dẻo, và để giúp cho trong quá trình sử dụng chúng ta sẽ bảo đảm được hơn cái vấn đề độ an toàn của phần khung ở trên chiếc máy này. Đi kèm với đấy thì tất nhiên một tập sớ cũng như là que chọc sim. Ở phía bên trong thì đây chính là chiếc Oppo Find X3 Pro của chúng ta. Đây, trước mắt thì mình sẽ cho anh em chiêm ngưỡng qua cái phiên bản màu sắc ở trên chiếc máy này nha. Đây là phiên bản màu đen. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cái món phụ kiện khác. Tất nhiên rồi, chúng ta vẫn sẽ có một củ sạc, và củ sạc này sẽ là củ sạc SuperVox với công suất tối đa đấy là 65W thì phải. Đây, công suất của nó sẽ là 10V 6.5A, đúng là 65W rồi. Và đi kèm với đấy chúng ta sẽ có một cọng cáp USB Type-C. Hơi đáng tiếc một chút đấy là chúng ta sẽ không có cọng tai nghe ở trên chiếc máy này. Tuy nhiên theo như quan điểm cá nhân của mình thì chiếc máy này đã được loại bỏ đi jack cắm tai nghe 3.5mm rồi. Thế nên có trang bị thì cũng như thế thôi. Nếu như mà trang bị thêm một cái dongle nữa thì nó mới là tiện. Còn nếu như không thì không có cũng chả sao cả. Thôi, và quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, chiếc Oppo Find X3 Pro. Mới nhìn sơ qua ở phần mặt sau thì chắc hẳn anh em sẽ nhận ra rằng những cái meme châm biếm ở trên chiếc máy này nó là có thật. Khi mà phần module camera ở trên chiếc máy này nó khá giống so với một chiếc máy tới từ hãng A chấm nào đấy. Nhưng có một trong những cái mà mình cũng phải lưu ý với anh em luôn, đấy là phần module camera này để khác biệt hơn so với chiếc máy đấy thì nó sẽ được làm hơi lồi một chút. Thực chất ra thì cái này nó là một nhược điểm, khi mà trong quá trình sử dụng thì chúng ta sẽ khá dễ làm xước đi cái phần kính cam ở trên chiếc máy này. Thực chất ra thì ở thời điểm hiện tại thì với một cái chiếc máy cao cấp thì chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào việc đấy là cái độ bền của kính nó sẽ cực kỳ tốt, nhưng nó cũng sẽ là một nhược điểm ở trên chiếc máy này. Tiếp theo, khi mà nhìn qua vào phần mặt lưng thì anh em sẽ cảm nhận thấy một điều, đấy là nó khá dễ bám mồ hôi và dấu vân tay. Mới chạm qua một chút thôi mà anh em đã nhìn thấy rất nhiều những cái vết vân tay của mình ở đây. Nó sẽ là một hạn chế ở trên chiếc máy này. Nhưng mà không sao, dù sao chăng nữa thì Oppo cũng trang bị cho chúng ta một chiếc ốp được hoàn thiện bằng cao su. Đeo vào thì nó cũng sẽ không làm trọng lượng của máy đội lên một cách quá đáng kể. Mà chưa kể đến việc, đây là nó còn không hề bị ảnh hưởng đến hành trình phím cơ. Thực sự mình đánh giá rất cao khả năng hoàn thiện ốp ở trên chiếc Oppo Find X3 Pro. Chính xác hơn là cái món quà tặng kèm của Oppo dành cho chúng ta. Nó sẽ là một cái gì đấy nâng cao hơn trải nghiệm sử dụng của người dùng. Tiếp theo thì khi mà nói đến cảm giác cầm nắm thì đây là một trong những chiếc máy đem đến cho mình cảm giác cầm nắm nhẹ hơn so với một vài những chiếc flagship khác. Mình đã từng cầm rất nhiều những chiếc máy ví dụ như Galaxy S21 Plus hay Galaxy S21 Ultra, thì cái trọng lượng ở trên chiếc máy này nó nặng ngang ngửa so với chiếc Galaxy S21 Plus, và tất nhiên là nó sẽ không nặng bằng so với chiếc Galaxy S21 Ultra rồi. Nó là một trong những điều được cho là hiển nhiên thôi. Nhưng có một trong những cái mình cho là một nhược điểm, đấy là do được bó cong. Đồng thời phần mặt lưng kính ở trên chiếc máy này được làm bóng, nó sẽ đem đến cho chúng ta một cảm giác cầm gì đấy khá là trơn. Và cũng có một nguyên nhân nữa khiến cho cái cảm giác cầm nắm trơn, đó là phần khung của máy nó cũng sẽ được làm khá là bóng. Nó sẽ là một trong những cái mà bắt buộc chúng ta, nếu như anh em nào mà muốn giữ máy một cách bền thì anh em nên đeo ốp cho chiếc máy này. Còn về trải nghiệm sử dụng thực tế của mình như thế nào trên chiếc máy này thì có lẽ mình sẽ phải nợ anh em ở trong bài đánh giá chi tiết chiếc máy này sẽ được public ở trong khoảng thời gian sắp tới. Tiếp theo thì khi mà nói về chất liệu thiết kế thì tất nhiên với một chiếc flagship thì chúng ta sẽ có chất liệu thiết kế bằng kính cường lực Gorilla Glass thế hệ thứ 5. Thực chất ra thì chúng ta có quyền đòi hỏi nhiều hơn vì ở thời điểm hiện tại kính cường lực cao cấp nhất là Gorilla Glass Victus. Tuy nhiên để cắt giảm cái chi phí sản xuất đem đến cho chúng ta một mức giá thành nó dễ chịu hơn thì việc cắt giảm đi cái chất liệu thiết kế ở trên chiếc máy này nó sẽ là một cái gì đấy khá dễ hiểu đối với mình, và mình không nói quá nhiều về vấn đề này. Điểm qua đôi chút về một vài chi tiết ở bên phía các cạnh thì ở bên phía cạnh bên tay phải của chúng ta sẽ là nút nguồn, và nút nguồn này thì nó vẫn được decor khá tương đồng so với những nút nguồn khác, đem đến cho chúng ta một cái gì đấy rất đặc trưng của Oppo với việc chúng ta sẽ có một cái giải màu xanh ở bên phía bên trong. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có nút tăng giảm âm lượng ở bên phía cạnh bên tay trái. Ở bên phía dưới chúng ta sẽ có khay cắm sim, và đi kèm với đấy sẽ là cổng sạc, và chúng ta sẽ có một loa ngoài. Ở bên phía bên trên chúng ta sẽ có thêm một mic thu âm.
có một trong những cái mà theo những quan điểm cá nhân của mình thấy rằng chiếc máy này hoàn thiện khá tốt, đấy là Oppo đã giấu khá khéo léo những cái giải anten ở bên phía các cạnh này, nhìn vẫn đem đến cho chúng ta một cảm giác gì đấy nó vẫn khá liền mạch và nó không hề bị cụt mủn giống như là một vài chiếc máy khác có cái phần anten nó khá vô duyên, nó khá là thô, nó khá là to. Ở phía mặt trước thì như anh em cũng đã thấy, chúng ta sẽ có kiểu thiết kế màn hình đục lỗ, và đối với một số anh em mà đi theo trường phái cân bằng thì đó sẽ là một trong những cái mà không hài lòng cho lắm ở trên chiếc máy này. Ở phần màn hình, khi mà phần đục lỗ trên chiếc máy này nó sẽ được đặt lệch sang bên phía góc bên tay trái của mình, nó sẽ là một trong những cái được cho là hơi hạn chế một chút ở chiếc máy này. Tuy nhiên theo quan điểm cá nhân của mình thì với màn hình đục lỗ chúng ta cũng sẽ có thêm những trải nghiệm sử dụng nó gần như là tốt nhất có thể rồi, mình sẽ không đề cập đến quá nhiều. Cụ thể thì Oppo Find 3 Pro sẽ được trang bị một màn hình với tấm nền LTPO OLED, thì sẽ nhắc lại là LTPO OLED, nó sẽ khác đôi chút so với tấm nền LTPS OLED. Độ phân giải của máy sẽ là độ phân giải màn hình 2K+, nó gần lên 3K mất rồi, nó hơn 3K một chút. Và đi kèm với đấy chúng ta sẽ có tần số quét màn hình 120Hz trên kích thước màn hình 6.7 inch. Trên những trải nghiệm thực tế thì như anh em cũng có thể thấy đây, màn hình ở trên chiếc máy này đem lại cho chúng ta một mức độ sáng khá là cao. Mình đã kéo mức độ sáng lên và khi mà sử dụng ở trong cái môi trường ánh sáng như thế này, nó vẫn đem đến cho mình những trải nghiệm hiển thị được cho là khá tốt, mình đánh giá cực kỳ cao của màn hình này luôn. Còn nếu như mà để xét dựa trên độ chính xác màu sắc và đi kèm với đấy, đấy là khả năng hiển thị rực rỡ, thì màn hình ở trên chiếc máy này hiển thị cũng rất tốt khi chúng ta sẽ có giải màu với bit. Kết hợp với đấy chúng ta cũng sẽ có tiêu chuẩn màu chính xác là không gian màu DCI-P3. Về cơ bản thì chúng ta sẽ có được những trải nghiệm giải trí cũng như là trải nghiệm hiển thị ở trên chiếc máy này nó gần như là đầy đủ nhất. Trải nghiệm chạm vuốt thì như em có thể thấy ở đây, mình đang chạm vuốt nó vẫn khá mượt mà, nó sẽ là một trong những ưu thế ở trên chiếc máy này. Và thực chất ra thì với việc có tần số quét màn hình đấy là 120Hz ở độ phân giải đấy là 2K thì nó cũng sẽ là một trong những rào cản liên quan đến vấn đề thời lượng on screen, khi mà viên pin ở trên chiếc máy này nó sẽ không thực sự quá cao. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu hơn vào pin ở trên chiếc máy này. Cụ thể thì máy sẽ được trang bị một viên pin với dung lượng là 4500mAh, kết hợp với đấy thì chúng ta sẽ có sạc nhanh công suất là 65W. Cái này thì mình không chắc là chiếc máy này sẽ đem đến cho chúng ta thời lượng on-screen ấn tượng đâu. Cái mà mình muốn chắc chắn ở đây, đấy là tốc độ sạc của nó sẽ rất nhanh. Và anh em hoàn toàn có thể yên tâm với chuẩn sạc của Oppo. Oppo chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng cả. Còn với việc đấy là được trang bị tấm nền LTPO OLED thì nó cũng sẽ là một trong những ưu thế giúp cho trong quá trình sử dụng chúng ta sẽ có thể tiết kiệm pin hơn, đem đến thời lượng on-screen ấn tượng hơn. Cái này thực chất ra thì nó sẽ hợp lý hơn nếu như mình nói trong bài đánh giá chi tiết và cụ thể hơn thời lượng on-screen ở trên chiếc máy này như thế nào thì mình sẽ đợi anh em ở trong bài đánh giá chi tiết sắp tới nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với thứ mà chiếc Oppo Find 3 Pro này được đánh giá cao nhất, đấy chính là ở camera. Đây là một trong những chiếc máy khá ấn tượng trong phân khúc khi mà chúng ta sẽ được trang bị bộ đôi camera góc siêu rộng với góc rộng có cùng thông số độ phân giải đấy là 50MP và cùng được sử dụng chung cảm biến, đấy là cảm biến Sony IMX766. Đây là một cảm biến khá mới của Sony nha, thế nên bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu hơn vào bên trong giao diện camera để chúng ta xem thuật toán xử lý hình ảnh ở trên chiếc máy này nó sẽ như thế nào. Thực chất thì bây giờ nói thì nó sẽ là một cái gì đấy hơi quá sớm, nhưng mà đây, bây giờ mình sẽ chụp thử một vài bức ảnh nha. Đây, cái màn hình preview tay của mình thì nó đem đến cho chúng ta một cái gì đấy khá là thật. Nó khác so với cái thuật toán xử lý hình ảnh thông thường ở trong những chiếc máy tầm trung và cận cao cấp của Oppo. Mình cảm thấy khá là thích rồi đấy. Và có lẽ rằng ở trong bài đánh giá chi tiết thì mình sẽ nói rõ hơn về thuật toán xử lý hình ảnh cũng như là chất ảnh cho ra. Và đi kèm với đây chúng ta cũng sẽ có hai camera khác, với một camera hỗ trợ đo độ sâu trường ảnh và một camera hiển vi phóng to 60 lần. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cái tính năng bổ sung của chiếc máy này. Vẫn là những cái tính năng khá quen thuộc thôi, chỉ có thêm tính năng đấy là kính hiển vi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với camera selfie ở trên chiếc máy này. Tiếp đến về camera selfie thì chúng ta sẽ có một ống kính selfie với độ phân giải là 32MP. Và bây giờ thì mình sẽ lật camera selfie lên để chúng ta có thể xem là camera trên chiếc máy này xử lý như thế nào. Nó cũng sẽ có một cái gì đấy nó hơi khác so với thuật toán xử lý hình ảnh thông thường. Thông thường thì Oppo sẽ cà khá là mịn và đi kèm với da mặt của mình nó cũng sẽ trắng hơn khá nhiều so với ảnh preview đang nhìn ở trên màn hình ở đây. Thực chất ra thì với một chiếc máy cao cấp thì Oppo cũng sẽ phải có những cái điều chỉnh liên quan đến thuật toán xử lý hình ảnh nó hợp lý để trong quá trình sử dụng chúng ta cũng sẽ có những cái trải nghiệm tốt hơn và chúng ta cũng sẽ có lấy nét chuyển động nha. Mình đang chuyển động khuôn mặt theo các hướng khác nhau và nó cũng sẽ lấy nét chuyển động. Một điểm mà mình đánh giá khá cao đến chiếc máy này đem đến cho chúng ta những trải nghiệm selfie ấn tượng hơn. Tiếp theo về hiệu năng sẽ là một thiếu sót lớn nếu như không đề cập đến mặt hiệu năng ở trên chiếc máy này. Máy sẽ được trang bị con chip Snapdragon 888 5G, kết hợp với đây chúng ta sẽ có 12GB RAM và dung lượng bộ nhớ trong ở trên chiếc máy này sẽ là 256GB. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua về điểm AnTuTu ở trên chiếc máy này. Máy đạt được số điểm đấy là 654.453 điểm. Đồng thời thì điểm CPU của máy nó sẽ hơi thấp một chút. Mình đang không biết tại sao điểm CPU ở trên chiếc máy này nó hơi thấp. Có lẽ rằng khi mà mình test thì nhiệt độ của máy nó đã lên khá cao. Đây, như anh em có thể nhìn thấy nhiệt độ của máy nó lên khá cao rồi. Thế nên điểm CPU của máy nó không thực sự quá ấn tượng. Nhưng mà điểm GPU không phải bàn rồi, 318.000 điểm. Nó sẽ là một trong những ưu thế cực kỳ lớn.
Cái này thì thực ra chúng ta không nên sử dụng điểm bench test để chúng ta đánh giá quá nhiều hiệu năng ở trên chiếc máy, vì giờ ở thời điểm hiện tại, mức hiệu năng tổng thể nó không phải là thứ đánh giá tất cả mà nó liên quan đến độ ổn định cơ. Thì nhiệt độ khi mà mình test ở trên chiếc máy này nó khá nóng và mình hoàn toàn có thể cảm nhận được. Thực chất ra thì đây là một trong những vấn đề khá nhức nhối trên con chip Snapdragon 888, và đó cũng là một trong những vấn đề mà thách thức hệ thống tản nhiệt trên chiếc máy này. Mình sẽ gửi tới anh em những đánh giá chuyên sâu hơn khi mà mình test hiệu năng tổng thể ở trên chiếc máy này sau. Như vậy là mình đã cùng với anh em đi mở hộp và trên tay nhanh chiếc Oppo Find X3 Pro. Nhìn chung thì đây là một trong những chiếc máy đem đến rất nhiều sự nâng cấp, rất nhiều điểm mà bản thân mình cũng cảm thấy choáng ngợp. Và về những trải nghiệm thực tế của mình ở trên chiếc máy này như thế nào, nó có thực sự xứng đáng so với khoản tiền mà Oppo đề nghị hay không, thì ở trong những video sắp tới mình sẽ gửi tới anh em ở trong bài đánh giá chi tiết chiếc Oppo Find X3 Pro này nhé. Vậy thì anh em thấy sao ở chiếc máy này thì hãy nhớ để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới phần comment. Và nếu như anh em cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share cũng như nhớ subscribe kênh YouTube của chúng mình. Nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video khác trên Viettel Store TV.